Sữa lắp Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh. Thấy tự nhiên cổ ngà ngà luôn, trong khi uống mới có một ly cốc tèo. Con mới hỏi là giờ về khuya vậy có sao không? Xong cổ kêu là không sao đó, em ở có em lúc đó là chị với mẹ là quê về quê. Xong cái trở về. Sao nữa? Về đâu? Về nhà cổ. Lúc đó con để đồ ở nhà. Để đồ nhà cổ thì lúc cổ giống dạng như mình vô men á, đàn ông mà vô men tự nhiên không cổ cổ cúi xuống cổ nhặt đồ thôi, tự nhiên mình thấy kiểu cái dạng như vậy mình ôm cổ ngắt. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. Chào em. Chào cô Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Dạ con cũng chào cô Hồng Vân với chú Quốc Thuận ạ. Con tên là Trung, làm marketing, đồng thời làm quay phim cho cô dâu. Con nhiêu tuổi rồi? 35 rồi. Sao con trẻ dữ vậy? Con bạn gái. Con tên Duyên, giáo viên về phun xăm và con đồng thời là YouTuber ạ. Cơ duyên nào mà đưa đẩy hai đứa gặp nhau? Thời điểm đó là con có quen hai người bạn, qua nhà hai người bạn để mà tư vấn làm marketing thôi. Làm xong việc rồi thì cô vợ của bạn á rồi thì sao? Mới gọi cho Duyên kêu là ê bà, có ông này làm marketing hay lắm, qua đi. Con đang trong thời điểm thất nghiệp, con mới nghỉ việc ở học viện, lúc đó đang ngủ trưa, mắt nhắm mắt mở mà con nghe điện thoại alo. Cái gì vậy bà? Tôi có quen ông này làm marketing này, bà qua đi. Con nghĩ đâu phải là gặp trai đâu, con nghĩ là công việc thôi. Chứ không phải là mai đúng không? Mới cái đầu tóc thì nó bù xù rồi, mang cái đôi dép thì nó rất là xấu luôn, con không có đăng điểm gì hết á. Nhưng mà gặp anh ấy thì có ấn tượng gì với cái bề ngoài của anh ấy không? Dạ cũng bình thường thôi, cũng gì hết. Nói công việc với nhau có hợp ra không? Thì ngay từ đầu là hợp luôn. Dạ. Và đến khi nào thì Trung mới có cảm tình với cô gái này? Em thì ngày hôm sau luôn. Em nói là chốt đơn luôn đó. Qua ngày hôm sau mà. Đâu, tức là phải chốt đơn thì mới có cái ngày hôm sau. Đúng chứ. Ban đêm chứ không làm sao đã có cảm tình hả? Ban đêm là. Còn ban đêm nữa mà chú. Không không, hồi nãy tại vì các bạn nói là lần đầu tiên gặp nhau là không có gì, không có để ý nhau đó gì là cả. Cái ánh mắt nhìn đầu tiên. Nhưng mà sau đó, tối hôm đó là. Dạ, có đi từ buổi trưa tới buổi tối luôn. Nhưng mà cái điều gì ở cô gái này mà con thú vị ở cổ? Cái quan trọng nhất là ngay từ ban đầu luôn là con hỏi cổ là về công việc. Anh hỏi con ba câu hỏi. Cái là con thấy thích cổ luôn. Con mới hỏi là cái nghề này đối với em á, là em có thấy em thích, em có đam mê với nó hay không? Em thích hay đam mê? Câu hỏi thứ hai á, là nếu như mà có gặp khó khăn gì thì em có thật sự em có đi đến hết chặng việc hay không? Hay là bỏ ngang? Câu hỏi số 3 thì con hỏi cổ là em muốn trở thành ai ở trong cái nghề của mình. Sau khi nghe ba câu hỏi này là chốt đơn nè. Chốt đơn xong rồi á là quá một đêm dài ai về nhà nấy, thì đến sáng hôm sau chuyện gì xảy ra? Đêm hôm đó luôn. Đêm hôm đó. Trời ơi, làm gì? Ghê chưa Vũ Bảo. Trong ngày hôm đó là tụi con trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là gặp nhau và chưa có ấn tượng gì. Giai đoạn thứ hai là anh học ra tiệm cà phê và anh hỏi con ba câu hỏi đó. Và tới giai đoạn tiếp theo là tối anh rủ con đi ba. Là đi ba là chắc chắn là phải có men. Thì kêu cocktail rồi uống rồi mà xong cái thấy tự nhiên cổ ngà ngà luôn, trong khi uống mới có một ly cocktail. Con mới hỏi là giờ về khuya vậy có sao không? Xong cổ kêu là không sao hết, em ở có em lúc đó là chị với mẹ là quê hết. Xong cái trở về. Sao nữa? Về đâu? Về nhà cổ. Lúc đó con để đồ ở nhà. Để đồ nhà cổ thì lúc cổ giống dạng như mình vô men á. Đàn ông mà vô men tự nhiên không cổ cúi xuống cổ nhặt đồ thôi, tự nhiên mình thấy kiểu cái dạng như vậy mình ôm cổ ngắt. Còn có làm gì nữa không? Không. Lúc đó cổ mới kêu là không, nói chung anh về đi. Thôi xong cái rồi thôi cũng vậy. Hai người này á là bị say tình đó em. Em có thấy cái hiện tượng say tình không? Có tay mà say. Không, tại bé này nó không quen uống rượu bia. Nhưng mà nó nghe nè, ôm người ta rồi trước khi về rồi không có để lại một cái dấu ấn gì hả? Không có hôn nhẹ ăn cái hả? Có hôn môi đó, thấy chưa? Đó thì đó, thỏa mãn em chưa? Đó thì bởi vì em muốn biết thôi. Về nhà rồi nhà đấy ngủ thôi. Đúng bắt rồi đầu thì giai đoạn ngày hôm sau thôi. Qua ngày hôm sau á, hôm sau thì không có phải tha, không có gọi gì hết á. Anh đóng quân nhà con bắt đầu từ thời điểm đó là đóng quân từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Và từ quận 7 là ổng chạy qua tới bên Gò Vấp, thời điểm đó là con ở bên Gò Vấp á. Buổi tối đó thì có một cái trận bóng đá mà chồng con thì rất là mê bóng đá. Nhưng mà lỡ hẹn với bạn gái rằng là phải chở bạn gái đi chơi.
Mà trên đường đi là ông có nhìn hết tất cả những cái chỗ mà cà phê đó có bóng đá không? Nhìn cái kiểu dạng như mình mới lần đầu mình quen mà, không lẽ giờ em ơi vô coi đá banh không? Đâu được, cứ đi cứ nhìn nhưng mà cổ rất là tâm lý. Thôi anh ghé vô đi rồi em ngồi coi với anh, em cũng thích coi đá banh lắm. Coi đá banh xong hết trận là khuya quá. Xong sao? Cái kêu giờ anh dậy còn 7 xa lắm. Giờ sao vậy em? Xong kêu không lẽ giờ anh vô khách sạn mình xong cho em về mình. Tại đối với con im thì thôi không làm tới luôn. Im là đồng ý. Con làm tới. Coi như là qua đêm đó là chính thức quen nhau rồi đúng không? Dạ đó. Mà tụi con yêu nhau là được mấy năm? 3 năm rồi. Dạ 3 năm. Rồi có cái biến cố gì trong lúc yêu nhau không? Hay là nó cứ trơn tru, nó bình lặng như vậy? Tụi con có ra mở cái tiệm rồi xong sau đó dính dịch đó. Tiệm xăm á phải không? Tiệm phun xăm thì chắc chú biết là 3 năm trước rồi. Không biết nó tới mức nào rồi. Có nghĩa là dịch là tụi con kẹt ở đó luôn. Dạ. Kẹt rồi xong sau đó lại thứ nhất là mở tiệm rồi xong lại vướng tiền mặt bằng. Mặt bằng thì làm rồi xong sau đó lại làm một chút online thì nó có kinh phí. Có kinh phí để trang trải cái mặt bằng đó. Có thợ phụ không? Thật ra là lúc đó kinh tế con cũng chưa có tốt, chưa có phận. Con tự làm hết về tất cả luôn. Thời điểm đó chồng con làm cũng nhiều cái bên ngoài để mà phụ cho con tiền á. Rồi hai vợ chồng cứ làm xong sau một cái thời điểm cỡ tầm 2 năm mới phát triển á. Con mới thuê nhân viên. Thật sự cái giai đoạn đó rất là khó khăn. Dạ. Vì các con có gặp một cái trường hợp gọi là bị bế tắc không? Khó khăn không có tiền luôn á. Có một thời điểm là vừa mới khởi nghiệp, dạng tiền bạc mình cũng xoay hết cho tiệm rồi. Trong túi sữa lắp Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh. Lúc đó còn thật sự mà nói kêu còn 500 ngàn, không ai tin luôn á. Không ai tin. Xong lúc đó vợ con mới kêu là thôi anh cầm 500 ngàn rồi anh đi. Lúc đó con có nhận job á, quay ở ngoài thì anh cứ cầm 500 ngàn rồi đi xăng xe. Bạn bè họ khinh luôn, tức con khóc luôn. Khóc với chồng con đó, lần đầu tiên con khóc trước mặt chồng con á. Sau đó thì con có làm ăn được không? Và có gặp quan biến cố gì nữa hay không? Hai vợ chồng mới lập nghiệp rồi xong lúc đó là mình có tầm 100 triệu. Điểm đó là rất là quý luôn. Mới có một cái đơn vị giống dạng vậy, có chứng khoán đầu tư. Xong con mới nghe, con mới thơm quá. Thấy được, nó kêu con là trong vòng tuần là chốt lãi thôi. Thì con nghe ù được ta không? Xong nguyên số tiền đó thì con đầu tư 70. Mất trắng luôn. Đó, nó lừa trong một đêm mà mất trắng luôn. Khi mất rồi á thì cái con nhớ đó là lần đầu tiên á mà anh nói con à, em ơi giờ mình mất hết rồi sao hết. Nó là quan trọng á là mình có sức khỏe, mình còn cái công việc phía trước, mình có nhau, mình ở bên cạnh nhau, còn tiền bạc á nó chỉ giúp cho mình hạnh phúc hơn thôi, chứ nó không phải là cái thứ mà nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Đòi là đi tới cái chỗ đó anh làm cho ra lý lẽ của nó. Mất á, người ta đã lừa thì đã mất rồi, mình đừng có tới đó nữa. Giờ anh ở đây đi, anh hỗ trợ em, anh quay clip cho em đi. Và chưa đầy 2 tháng con đã lấy lại được gấp 3 lần số tiền đó. Sau khi nghe con nói những câu đó anh có khóc không? Anh khóc, đó là lần đầu tiên con thấy anh khóc á. Sao không? Có một cô bạn gái quá tuyệt vời. Ủa lúc đó đã là đăng ký kết hôn chưa ta? Dạ chưa. Là đăng ký kết hôn bao lâu rồi? Từ hồi tháng 11 năm ngoái. Tụi con quen nhau mấy năm thì bắt đầu đi đăng ký kết hôn? Dạ 2 năm. Sao mà lại là đăng ký kết hôn trễ vậy? Cô này cũng ham chơi. Cô kêu là em còn trẻ mà thôi đừng để cho em mang mát là có gì có chồng. Chồng anh mới hỏi, anh mới nói là em... Anh nói đi. Sao? Bộ em tính chơi anh xong anh bỏ rồi. Chơi qua đường á. Bộ em tính chơi qua đường. Dạ. Tái qua bể nhụy tôi xong rồi là em bỏ tôi hay gì? Thật sự lúc mà con nói con đó xong tự nhiên con thấy nó cũng hơi ngược ngược nhưng mà thấy cũng đúng. Giống như thông điệp của chương trình, hạnh phúc là lựa chọn, thấy không? Các bạn chọn yêu thương trong những cái giai đoạn mà nó khó khăn, thấy không? Và cuối cùng các bạn cũng đã vượt qua để mà có được hạnh phúc ngày hôm nay. Đó là chọn yêu thương thì chọn hạnh phúc. Lấy nhau xong rồi thì có những điều gì mà mình vỡ òa ra là lúc trước khi lấy mình chưa thấy, và bây giờ lấy nhau rồi thì bắt đầu lòi ra một số cái, ví dụ như nóng tính, ví dụ như là ghen quá, ví dụ như là bừa bộn đó. Con nói đi, con giơ tay là tôi thấy anh Trung luôn. Anh cũng hào hồ hởi lắm nha. Anh cũng đang nôn nao chờ đợi cái giây phút này đấy. Cô chú nhìn sạch sẽ đúng không? Yêu xa. Không bao giờ tắm. Không bao giờ tắm.
con ngắt có máy tắm. Sợ tắm hả? Rất sợ nước luôn. À, cứ có cái lý do là anh bật máy lạnh lạnh vậy sao em tắm? Con tắt máy lạnh đi. Gió quạt thổi vậy rồi em bệnh sao? Tắt. Bả lười tắm. Bả lười á. Nhưng mà thực ra là mà nói là cái kiểu mà lười nhõng nhẽo phải làm bằng cái chiêu trò mới ấy được. Rồi tới gì nữa? Cổ giận là cổ im lặng. Tự nhiên hai đứa đang ăn nhà hàng, vừa mới lấy xe máy chở cổ đi vòng, đi về tới nhà cái im re. Mà thường là con thấy cái trường hợp này là con thấy là con gây ra cái gì đó thì con vấn đề gì thì bả mới thực sự con phải đồng ý đó. Đúng rồi. Rồi xong con, ủa em có chuyện gì vậy? Và em hỏi thì bả có trả lời không? Hỏi hoài luôn mà không trả lời. Tới gần 12 giờ đêm cái bả đang ngủ cái lật lại. Okay. Giờ trả lời không? Không trả lời là không bao giờ ngủ luôn á. Không phải nói không? Anh xin lỗi em đi. Không biết gì luôn. Xong cũng phải xin lỗi em. Ủa mà chuyện gì vậy? Anh làm em buồn cách đây năm ngoái. Anh làm em buồn cách đây năm ngoái. Trời ơi. Cá này nặng. Cá này hơi nặng nha. Năm ngoái anh làm em buồn. Anh lần đầu tiên là trong mà 1000 cặp vợ chồng đến những chương trình này. Trời ơi. Không, để con giải thích cho. Chồng con là ổng là tiếp người mà ổng biết võ mà. Bây giờ mà con lớn tiếng con cãi là ổng chẳng khác nào cũng bị ăn tát rồi. Thì bây giờ cách giận khôn nhất là im lặng. Mà đối với con là mỗi lần mà mình giận là mình sẽ mất khôn và mình sẽ nói những cái lời tổn thương cái người đối diện. Và con không muốn tổn thương mà chứ mình nói tổn thương chồng mình. Thì con im lặng. Khi im lặng thấy ổng khó chịu lắm. Ổng phải kiếm mọi cách để mà ổng làm. Nhưng mà con có trước khi quen nhau con có nói với chồng con một câu: sau này á mà anh có em mà có sai gì á mà anh chỉ cần tát em một phát thôi, ngày hôm sau anh sẽ không bao giờ gặp được em nữa. Cho nên mấy lần con chọc cho ông điên á, ông cũng làm nhất, ông không dám làm gì con được, ông chỉ cần bạo lực mềm thôi à. Ông không có dám làm gì mà gọi là vú phu hết. Nghĩa là dặn mâm sáng chén hay là không đừng giả bộ làm gì cho con. Cái tính của con cũng không có cái kiểu mà thông thôi, chứ còn con không có phải dạng vũ phu mà. Ông là tiếp người nhẹ nhàng. Thế con nói xấu chồng con luôn cho con nghe coi. Thời điểm đầu á là chồng con ông rất là nóng tính. Ông nóng mà ông cọc á, đôi khi nó ủa anh ơi chuyện này đâu sao anh nóng tính với em có làm gì không. Anh nói là anh ở ngoài đi nắng về rồi anh làm công việc anh bị áp lực á, nói chuyện này không có liên quan tới em, bây giờ anh có buồn gì anh hãy chia sẻ với em, anh nói với em. Chứ anh đừng có làm như vậy khiến em buồn rồi em rời xa anh thì sao. Anh mới nói em ơi em để cho anh có thời gian anh thay đổi. Ông làm cho con á, tức là con chỉ cái xíu là ông chăng với con. Tới thời điểm bây giờ là cho dù ổng có làm việc con tèo lên người cũng không sao hết. Giờ là đã thay đổi rồi. Con có mong muốn Trung thay đổi điều gì không? Dạ không, tại vì con thấy từ khi quen con tới thời điểm bây giờ á là anh thay đổi rất là nhiều vì con rồi. Từ tính cách rồi nhiều khi con ổng ngủ ngáy rất là to nhưng mà ổng ngủ ngáy luôn luôn, ổng đợi con ngủ trước á rồi ổng mới ngủ. Đó, nhiều khi thấy thương lắm. Bây giờ cô thấy vậy, tụi con á hiện giờ á là có một cái vấn đề như vậy. Cái giận của con giống như nãy Trung nói á, cái cách giận đó đó, cái không khí đó nó nặng nề khủng khiếp lắm. Theo cô thì là khi đã là vợ chồng với nhau rồi á, có cái gì mình cứ nói ra, mình không có giận mà không bắt chồng tự gọi là tự đoán ý nữa, mệt lắm con. Tại vì áp lực công việc ngoài nó quá nhiều rồi à, cho nên là riêng cái đó thì con thay đổi đi. Dạ nhé. Rồi cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ cảm ơn chú. Sữa lắp Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh.